Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn cách loại bỏ các đốt ngón tay thâm đen và làm sáng tay và đầu gối của bạn. Bây giờ mình sẽ cho một muỗng canh bột đậu gà vào cái chén nhỏ. Tiếp theo là nửa muỗng cà phê bột nghệ. Rồi mình cho một muỗng canh sữa vào. Một muỗng cà phê nước cốt chanh. Và bây giờ mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lại với nhau. Các bạn sẽ thoa hỗn hợp lên các đốt ngón tay thâm đen, tay và đầu gối của bạn và mình để trong 15 phút. Và các bạn sử dụng mặt nạ này 3 lần một tuần để loại bỏ các đốt ngón tay thâm đen, đầu gối và có được bàn tay mềm mại trắng đẹp.